khô. Tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chỉnh chẳng y theo thánh pháp. A ya ba ti ba no pha ra wa to sa quá khô. Tăng là các bậc tinh văn đệ tử ngộ niết là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Tăng và các ngài đã tu theo phép sa di có bốn bậc. Đạo cùng quả a à, Burisa Bhuggala tăng nếu đến chiếc thì có tám bậc. Tăng đà đắc đạo tu đà quần, tăng đà đắc quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo tư đà hàm, tăng đà đắc quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo a na hàm, tăng đà đắc quả a na hàm, tăng đà đắc đạo a la hán, tăng đà đắc quả a la hán. Ê sa pha ra quá tô sa quá ca sanh khô. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đặc khi này vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh cha li ca ni vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punya khetang lokassa các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Thi mê saranang anyang sẵn khổ mê saranang quá rằng ê tê na sắc châu ách chê na hồ tu mê cha gia mừng ca lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu. Nên con phải lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quạnh đà mi chê thi văn sắp bằng sắp bát tha nê su ba tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ tình Bụt đà rô bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tỏ từng năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý chỉ mở đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tột sâu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình. Ta thọ quả báo phần minh kết thành sập bề sát ta á quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp gia bất cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha yu kha hồn tu a ro ga hồn tu sam bát ti hi sa mít chan tu su khi át ta năng
Pariharan tu đục khắp bát ta cha nít đục khà phá dắt bát ta cha nít phá ya sô khắp bát ta cha nít sô ca hòn tu sắp bề bi ma ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan cái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, xin đạo tràng cùng với mắt ta tạc bạch để xin thọ trì quy giới. Ú ca sa ma văn phàm tê quy sùng quy sùng ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha bành ya si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sùng rakhanatha yati sarane nasaha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi lần thứ nhị. Ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sùng rakhanatha yati sarane asaha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con xin dâng mít cho ngài Trí Đức để ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Anh trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Chào những ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư Meta, chư Chuyên, chư Tâm Pháp, chư Tỳ Lâm, chư Như Quang, chư Nguyễn Hằng. Đạo hữu tất cả đôi thầy và đạo hữu gần nếp. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới trên đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang tăng sa đăng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đu ti dâm bi Bụt đăng sa đăng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi Đồng mong sa đăng ga cha mẹ con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm bị sanh khẳng sợ nâng ca cha mẹ con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm bị Bụt đăng sợ nâng ca cha mẹ con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Thế Âm bị Đắc Mạng sợ nâng ca cha mẹ con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ Thế Âm bị sanh khẳng sợ nâng ca cha mẹ con thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thánh mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn khăn sa ra năng gạch cha mi,
con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti dâm bi bút thang xà ra năng gạch cha ni. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi thâm măng xà ra năng gạch cha ni. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sanh khăn xà ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thang xà ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thâm mạng xà ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sanh khăn xà ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ti sa ra nó ca năng ni thi tăng pháp quy đảm bảo tròn đủ thì có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Ba na ti ba tam về là mình đi sẽ khao với những samadhiam bi. Con xin với những điều học là huy chánh xa sự sát sanh à, định nai đai nam về là mình đi sẽ khao với những samadhiam bi. Con xin với những điều học là huy chánh xa sự trộm cắp cảm về sumicha cha ram về là mình đi sẽ khó với lần thầm anh dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sư tà hạnh sa hoa đàm về là mình đi sẽ khó với lần thầm anh dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sư nói dối Sura mê ra yam mai cha pa mai da tha nam về ra mạng đi sẽ khao bất đăng sa ma đi ya mi. Còn xin mấy những điều học là khi tỉnh xa si dị vô rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta huệ tha ma ni xích ca ba đăng Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự sát sanh. Adinadana, Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumitya Chara, Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mụ sa hoa đa, Huệ ra ma ni sức ca ba đăng sa ma đi a mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mắt chấp ba ma đa tha na, Huệ ra ma ni sức ca ba đăng sa ma đi a mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ma ni ban cha sĩ kha bà đa ni sa tu căn ca tua ngập ba ma đê na ni cha ca lăng tâm ma ra khi tập băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải làm những gì hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin. Sì lê na sư vệ tinh doan tị sì lê na phô các sâm bạc đa sì lê na nê phụ tinh doan tị tà sâm mai sì lăng vị sô tha dê
các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhậm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thủ lành thai Uttamang ghê na hoàn đế li hằng bà đa bằng sừng qua Uttamang Út thể vô khá li tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma mang. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đế hằng khắp mạnh cha đuôi thằng qua rằng tham mê vô kha li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sanh khanh cha đuôi đốt ta mang sanh khệ vô kha li tô đô sô sanh khổ kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con xin nhân mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng. Tu sắp mong galang rakhan tu sắp đề qua ta sắp buddha hai nhu pa huê nè sa đà sô thi phu văn tu tê phu và tu sắp mong galang rakhan tu sắp đề qua ta sắp bà thầm mai nhu pa huê nè sa đà sô thi phu văn tu tê phu và tu sắp mong galang rakhan tu sắp đề qua ta sắp bà sang ca hai nhu pa huê nè sa đà sô thi Phật hoàn tu tế tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người xin thi gia chẳng ra tham. Xin tham ơn tôi xin tham ơn tôi xin tham ơn tôi đăng phát lăng ê ta sư minh ra ta na ta ya sư minh xâm bá sa đà na chê. Ta số cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai Akasattha chaphun mattha devanaga Mattika bún nhân nô anu mô đàn tu chi rằng Rắc khanh tu sa sa năng Akasattha chaphun mattha devanaga Mattika bún nhân nô anu mô đàn tu chi rằng Rắc khanh tu nô ca rù Akasattha chaphun mattha devanaga Mattika bụn nhân nô anh ô mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phùng mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô anh ô mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu ba ni nô a ca sát tha chấp phùng mát tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đa. Chữ thiên ngự trên hư không và cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều. Lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phật đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tránh khỏi nặng tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thụ đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu sanh.
Yang kinh chi cu sa la cam mang kết tập bằng kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha mát na sa tỷ đa sê su ga tăng ca tăng ye sát ta san ni no ap thi ye cha sát ta a san ni no ca tăng quân nhã pha lăng mây hàng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng sâu quy đi tăng định năng quân nhã pha lăng mây ya về cha ta tha na cha nam ti đề hoa gan tòa ni quê đa dùm sắp bề lô cầm ni về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuôn nhằn phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta xa ti phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng, được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đánh hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay thật cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ôn dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an trường. Xin thâu phước báo cũng dường quả thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng trực phạt ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyển niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiện chế. Nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi quan tưởng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải trên dưới già quanh mình. Hẹp hòi quan trái không giận hờn quán thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này. Thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Ý đăng quá ta mê buôn nhăn à sa quát ca già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là bổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng rất cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì ngũ giới. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mít trở lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai.
Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Mình chào Sister Man và Sister Dung Nguyễn vừa đến với pháp hội. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 235. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo Ratanataya Sawandami Buddho Mahesi Arahan Tathagato Lokottamo Sabbagaru Hicchetako Lokassasathai Chanadammako Vido Vanda Mahantam Narapu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài Bồ Tát thực không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng. Từ đệ Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thật trọng, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bô yết tá sá sá thú nô lô ca nam mần thá sá vi nà ká rô kô sá pa nhu bút tháp bà tí phu tí sân nhá tô văn đà má hành tăng ná ra pù. Cha này giá cần pháp bảo với như anh vàng như là sơ sắc vạc mạng vô minh ba tăng lâm đặc chúng sinh đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô thú ca tá sá sá quốc cô xích khà thú ca mô quá ca thầm má xích khá cô nền đà với sân xà đi an à đá rô quá rô hoàn đà má hành tăng đá ra pù. Cha này nhá cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hỷ đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanataya te je na se khame e tuva thanan tassa pi anupave na sahasa je na se chatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đạt thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 235. Mời quý vị quan hệ nhìn lên trên màn hình ha. Bần đu ba la sô quá đà ni sĩ. Bần đu ba la sô quá đà ni sĩ. Bần đu ba la sô quá đà ni sĩ. Câu đầu tiên chúng ta có được hai từ. Bần đu ba la sô quá là một. Đà ni sĩ là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Bánh đu bà la sô quá. Chữ bánh đu nó là một kính từ, có nghĩa là héo úa vàng. Héo úa vàng đó là cái từ bánh đu. Rồi ba la sa, ba la sô. Ba la sa ở đây nó là một danh từ nam tính. A karan thấp cung đình. Ba la sa có nghĩa là chiếc lá, chiếc lá. Nhưng mà chữ ba la sa ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch mang ê câu ở trên áo viết pháp tí. Cho nên ba la sa nó biến thành ba la sô. Ba la sô thì chiếc lá úa vàng, nhưng mà thêm ở sau nữa có chữ hoa. Chữ hoa ở sau này là chữ ý quá. Chữ quá này có nghĩa là ví như, tựa như.
Bindu Palaso Va, ví như chiếc lá úa vàng. Câu đầu tiên, ví như chiếc lá úa vàng. Sa tu rất nhiều quá ha. Rồi Đa ni si ở đây do hai từ cộng lại. Đa ni si đó là một hình thức ngắn rút gọn lại của cái từ y đa ni ha. Tức là chữ đa ni cộng với a si, đa ni cộng với a si. Thì hai từ này ngắn gọn lại thành ra nó biến thành ra như là một trạng từ thì chữ a xí thì quý vị biết đó là một động từ, mà động từ này có nghĩa là thì trở thành. Nhưng mà đa ni xí trạng từ này cho chúng ta ý nghĩa là hôm nay hay là bây giờ hiện tại. Đà ni sĩ hôm nay bây giờ. Sư Trung Nguyễn hay quá ha. Rồi sa thu Sư Trung Nguyễn. Như vậy thì cái câu Bình đu ba la sô vá đà ni sĩ, Bình đu ba la sô vá đà ni sĩ, câu này cho chúng ta ý nghĩa bây giờ như chiếc lá úa vàng, hoặc là ngươi giờ đây như là chiếc lá úa vàng. Giờ đây như chiếc lá úa vàng. Vâng, đó là ý nghĩa câu thứ nhất ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Yama purisa pichate upatthita. Yama purisa pichate upatthita. Yama purisa pichate upatthita. Câu số 2 chúng ta có 4 từ. Yamapurisa bi là 1, cha là 2, tê là 3, upatthita là 4. Vậy thì chúng ta phân tích từng từ ha. Yamapurisa bi ở đây có 3 từ đi liền với nhau ha. Chị Yama đó là một danh từ nam tính. Yama là tử thần, là thần chết. Tử thần hay là thần chết. Rồi chữ Purisa. Chữ Purisa do cái từ Purisa. Purisa là một danh từ nam tính. Akranta Pumlinga. Purisa là người đàn ông ha. Người đàn ông. Nhưng mà đây nó đứng trong cái vai vế chủ từ. Tức là chủ từ mà chủ từ số nhiều á, chứ không phải chủ từ số ít như chữ Balaso. Mà chủ từ số nhiều ở đây có nghĩa là Bathama Bahu Vachana Vipati. Purisa nó biến thành Purisa, tức là những người đàn ông, những nam nhân ha. Và ở sau có chữ Bi. Chữ Bi này tức là do cái từ Api. Api
À, chữ api này có nghĩa là gì đây? À, api là hoặc và hay. Nó cũng giống giống như chữ chá vậy ha. Như vậy Yamapurisapi tức là đây có cái chữ gì? Yamapurisa là dịch là ý sứ giả của thần chết, tức là cái và sứ giả của thần chết ha. Cái người đàn ông này tượng trưng cho là một vị sứ giả, một vị thiên sứ, để báo cho chúng ta biết rằng con người của chúng ta chỗ sao cũng chết. Dịch là diêm sứ ha. Vâng, tới chỗ dịch là dạ ma ha. Thì chữ Yamapurisa tức là diêm sứ ha. Diêm sứ, nhưng mà cái người đàn ông đó họ đi trước mình, họ báo cái báo hiệu cho mình biết rằng trước sau gì mình cũng đi đến cái chỗ chết. Thì đó là một cái vị sứ giả, sứ giả của thần chết. Đúng rồi, Yamapurisa, sứ giả của thần chết. Nhưng mà phải thêm mấy cái chữ sau, chữ và này, và chúng nè, và chúng tức là chữ T nè, họ nè, Purisa, những người đàn ông, họ là những sứ giả, họ là những sứ giả của thần chết. Rồi chữ Upatita nè, Upatita đây là một cái quá khứ phân từ nam tính ha. Nó cũng đứng làm chủ cách luôn, tức là những vị thiên sứ đó, những vị sứ giả nó làm gì, họ đã cái căn ngữ của cái động từ này tức là thao và tí, tức là đứng, họ đã u bắt tức là gần kề u bắt, thì những cái người sứ giả đó họ đứng rất là gần chúng ta. Đứng rất gần chúng ta. Và cái câu này Yamapurisa Vichate Upatita, và sứ giả của thần chết cũng đã đứng gần người, và sứ giả của thần chết cũng đã đứng gần người, tức là chữ T, tức là họ, chúng, am chỉ những vị thiên sứ, những vị diêm sứ, họ đến gần, họ đứng gần chúng ta để làm gì? Bởi vì bản thân của chúng ta giống như chiếc lao vàng, bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng có thể rơi rụng. Và cuộc sống của chúng ta, ông bà đã nói tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri thiên mạng. Và chỉ ngũ thập tri thiên mạng tức là cái tuổi mà 50 trở lên á, chính là cái tuổi mà chúng ta biết bản thân của chúng ta chính là những chiếc lá úa vàng ha. Những chiếc lá úa vàng. Và 60 trở lên tức là thượng thọ. Thượng thọ tức là chúng ta đã, lá của chúng ta đã khô héo rồi, tức là chúng ta đã qua cái thời kỳ của ngũ thập tri thiên mạng. Trời ơi, xin nó nhỏ dùm quá hả? Trời ơi, ai mà thôi, nói một chùm cho bà con sợ ha. Cho nó ít quá, ông này không biết gì hết. Rồi, câu số 2 xong rồi ha. Bây giờ qua câu số 3. Lâu lâu được đãi nho cho ăn, còn khi dễ nữa. Vì dù gặp mục
khê a vi yo gấp mu khê chật tích thà si vi yo gấp mu khê chật tích thà si vi yo gấp mu khê chật tích thà si. Chữ câu số 3 này có 3 từ ha, vi yo gấp mu khê là 1, cha là 2, tích thà si là 3. À, chữ uy vô gấp mũ khê à, ở đây chúng ta thấy có hai từ quan trọng, tức là chữ vô gá và mũ khá. Còn cái chữ uy vô ở phía trước hay chữ uy đó chẳng qua nó là một tiếp đồng ngữ à, chỉ là một tiếp đồng ngữ cho chữ vô gá à. Chữ vô gá à, chữ cái căn ngữ của cái chữ vô gá này là căn ngữ giúp, có nghĩa là kết nối liên quan trói buộc à. Chữ uy vô gá nó là một danh từ nam tính, akranta phung linh gá. Uy vô gá nó có một ý nghĩa là sự chết, sự tiêu hoại, sự hủy diệt à, quy vô gá. Rồi cái từ kế tiếp là mu khê. Mu khê do cái từ mu khá, mu khá là một danh từ trung tính ha à. A cần ta là cùng sắc cả linh gá. Mu khá có nghĩa là ngưỡng cửa hay là ở bên ngoài, tức là bên ngoài hay là cái ngưỡng cửa nha. Là và tích thật sĩ, tích thật sĩ đây là cái động từ số ít à, có nghĩa là đứng. Tích thật sĩ là đứng, đứng ở bên ngoài à, mũ khác tích thật sĩ tức là đứng ở bên ngoài, đứng ở ngưỡng cửa. Vậy thì vô gấp mũ khề, vì vô gấp mũ khề à, có nghĩa là nó đứng à, ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại à, thêm đồng từ tích thật xí nữa tức là đứng ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại. Bà thầy dầm bị chặt tê đau bị chặt tê, bà thầy dầm bị chặt tê đau bị chặt tê, bà thầy dầm bị chặt tê đau bị chặt tê. Câu số 4 chúng ta thấy có 5 từ, bà thầy dầm bị là 1, cha là 2, tê là 3, na là 4, bị chặt tê là 5. Bà thầy dầm bị do cái từ ba thầy dân cộng với a bi, ba thầy dân do cái từ ba thầy gia, ba thầy gia là một danh từ trung tính ha, akranta à, nam pum sakalinga. Và chữ ba thầy gia này được chia theo đôi cách số ít đối với giao pháp tiết ai có quá trình ha, cho nên chữ ba thầy gia biến thành ba thầy dân. Ba thầy dân à, ba thầy dân, ba thầy dân có nghĩa là tư lương, là những đồ vật mình mang đi khi mà mình đi theo đường xa, tư lương hay là coi như vật thực à, bất cứ những cái đồ đạc gì mình mang đi
khi mình đi một cái đoạn đường nào đó có những cái gì sắp theo gọi là tư lượng, thì cái đó gọi là ba thầy giá, ba thầy dần. Bởi vì ở đây nó còn một cái danh từ nam tính nữa ám chỉ cho cái từ ba thầy dần, ba thầy giá, đó là cái từ ba tha. Cái từ ba tha này nó là một danh từ nam tính. Ba tha có nghĩa là con đường hay là cuộc hành trình, cuộc hành trình, lộ trình. Thì cái từ ba tha này nó bổ sung để cho chúng ta thấy ba thầy dần, ba thầy giá là cái vật thực hay là cái gì đó mà chúng ta mang theo trong một cái chuyến lữ hành xa ha, thì gọi là ba thầy dần. Và chữ phí đó có nghĩa là a phí ha, a phí chá là và, tê là họ là chúng, na là không, rồi quýt chả tí. Cái động từ này là suối ha, quýt chả tí có nghĩa là biết, hiểu biết. Và chữ ná quýt chả tí ở trước chữ ná này có nghĩa là không có hiểu biết, không biết đến. Vậy thì ba thầy dầm bí chà tề na quý chà tì, ba thầy dầm bí chà tề na quý chà tì, và tư lương của người cũng không có được biết đến. Và tư lương của người cũng không có được biết đến. Mình chào Sư Su Khá vừa đến với đạo tràng ha. Như vậy 235 cho chúng ta ý nghĩa. Ngươi giờ đây như chiếc lá búa vàng, và sứ giả của thần chết cũng đã đứng gần ngươi. Ngươi đang đứng ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại, và tư lương của ngươi cũng không có được biết đến. Xin lặp lại. Ngươi giờ đây như chiếc lá úa vàng, và sứ giả của thần chết cũng đã đứng gần ngươi. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tiêu hoại, và tư lương của ngươi cũng không có được biết đến. Hòa thượng Giới Đức đạo cổ thơ lục ba: thân ngươi như chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chào. Thằng ơi, cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dư hờ tư lương. Xin lặp lại. Thân ngươi chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Thằng ơi, cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dư hờ tư lương. Rồi bây giờ coi như Hòa thượng Minh Châu ha. Hòa thượng Minh Châu có thể thơ ngũ ngôn, tức là năm chữ. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Mình chào của tụi nữ phúc vừa đến với pháp hội. Rồi như vậy là câu 1 ngôn 235
tự vận ý nghĩa chúng tôi cũng đã trình bày xong. Có ai thắc mắc gì không? Chỗ nào rắc rối cứ hỏi. Không thắc mắc thì chúng ta tiếp tục. Bây giờ đưa bài học lên cho bà con thấy cha. Nhưng không ai không thấy gì hết. Rồi ngồi im ru, buồn quá. Rồi câu đầu tiên ha. Pandupalaso vadanisi. Pandupalaso vadanisi. Pandupalaso vadanisi. Câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Alo, có bao nhiêu trường âm thông thường? Sikkim, Sikmita, nói ba. Còn ai tham gia nữa không? Sisuka cũng ba. Sikkim nhiều quá vậy, làm rối độ hình á. Sikchung Nguyễn cũng nói ba. Ba trường âm thông thường đó chính là chữ La, chữ So và chữ Da. La, So, Da. Chúng ta biết trong tám nguyên âm, tám nguyên âm thì có ba cái nguyên âm thuộc về đoạn âm, đó chính là A, I và U. Còn lại là năm nguyên âm trường âm, đó là A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Chính năm cái nguyên âm trường âm này chúng ta gọi nó là trường âm thông thường ha. Chữ La, chữ So, chữ Da. Rồi quý vị nắm rõ ha. Chúng ta đã tìm được trường âm thông thường. Vậy thì bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm cho ăn hụt dịch ha. Có nghĩa là không có. Câu số 1, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì trường âm nhắn được bao nhiêu? Trường âm nhắn được bao nhiêu? Trường âm nhắn chỉ có một, đó chính là chữ ban. Ban đu ba la so thì chữ ban này là, đó là một trường âm. Vậy thì cái câu này có bao nhiêu trường âm? Câu này có bao nhiêu trường âm? Quý vị nói rằng câu này có 4 trường âm, tức là 3 trường âm thông thường và 1 trường âm nhắn. Sa thú, sa thú. Và chúng ta biết rằng câu này còn lại là bao nhiêu đoạn âm? Còn lại là bao nhiêu đoạn âm? Câu này còn lại là 5 đoạn âm ha. Chữ đú, chữ ba, chữ qua, chữ ní và chữ si, đó là 5 đoạn âm. Vậy thì khi mà chúng ta phân tích như vậy, khi mà chúng ta gom lại như vậy thì quý vị đã nắm bắt được chưa? Thôi bây giờ mời Sĩ Số Khá lên phân tích lại cho bà con nghe ha. Sĩ Số Khá lên phân tích lại câu số 1. Là một câu mà thấy kỳ cục quá ha. Rồi Sĩ Số Khá phân tích lại để chúng ta ôn lại ha. Alo. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quang, cô Kim, con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính lĩnh lễ thượng tọa tri thức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích đoạn số 1 của câu kinh Pháp Cú 235. Pandupalaso vadanisi.
văn đú bán là sù quá đà ní xí. Văn là trường âm nhấn, đú là đoạn âm, bá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, su là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xí là đoạn âm. Đã, câu này có hai loại trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm nhấn có chữ pan, còn trường âm thông thường có chữ na, so, da, còn đâu là đoạn âm. Đã, con đã phân tích xong, dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Thà ra. Sa tu si su kha. Trong lúc này á, quý vị đừng có nghĩ là ô tại sao mà làm phiền quý vị. Trước tiên là quý vị phải có một âm thanh tốt, như vậy thì quý vị mới học được. Còn bây giờ quý vị ngồi mà nghe, cái sự tiếp thu đó không bằng cái sự thực tập. Tức là quý vị có được một âm thanh để khẳng định cái giọng nói của mình, rồi chính lỗ tai mình nghe, mình biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Còn các vị khác chẳng qua là ban giám khảo, nhưng mà mình phải trắc nghiệm chính bản thân của mình ha. Cho nên đến với cái room này, quý vị hãy quan hỷ làm sao mà cầm được micro để quý vị tham gia, thì sự học của quý vị sẽ thành công. Còn ngồi mà thụ động thì cái đó không có an toàn. Như Sư Sư Khá đã phân tích câu này có tất cả là 9 từ ha. Tất cả là 9 từ, 5 đoạn âm và 4 trường âm. Trong 4 trường âm đó thì đã là 3 trường âm thông thường, tức là chữ La, chữ Sô, chữ Đa, và 1 trường âm nhấn đó là chữ Banh. Sa Thu Sĩ Sư Khá. Bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Yamapurisa Vichate Upatthita. Yamapurisa Vichate Upatthita. Yamapurisa Vichate Upatthita. Câu này có bao nhiêu âm từ? Đêm lệ quá ha. Sư Trung Nguyễn cũng đồng ý với sư Kim ha. Chào cô tu nữ Khiêm A, vô thấy cái tự nhiên là té ra liền ha. Sư Sư Khá cũng là 1-2, sư Minh Ta cũng là 1-2. Bây giờ chúng ta kiểm lại, không phải như vậy hay không? Giá là 1, Ma là 2, Phú là 3, Rí là 4, Sa là 5, Ví là 6, Cha là 7, Tê là 8, Ú là 9, Bắc thì là 10, Thí là 11 và Ta là 12. Hay quá ha. Chắc quý vị ngồi đếm tiền riết rồi, cái bây giờ coi nha. Nhìn vô là đếm lẹ thiệt á. Nhiều khi từng số 1, số 2 và đếm còn chật lắc nữa. Nhưng mà quý vị sao? Chắc là ngồi đếm tiền riết quen ha. Nhìn vô là đếm xong ngay ha. Chính xác. Câu số 2 có tất cả 12 âm từ. Trong 12 âm từ này, quý vị thấy có bao nhiêu đoạn âm? Sư Kim cũng lạ quá ha. Chắc hoàng tài tính tiền Nguyễn Lâm. Sư Mít Ta, Sư Trung Nguyễn cũng đồng ý 8 đoạn âm. Nha là 1, Ma là 2, Bú là 3, Rí là 4, Bí là 5, Cha là 6, U là 7, Thi là 8. Ô hay quá ha. Điểm chính xác 8 đoạn âm.
Như vậy thì Đoan Âm chúng ta đã tìm ra rồi. Bây giờ chúng ta đi qua Trường Âm ha. Bao nhiêu Trường Âm thông thường? Bao nhiêu Trường Âm thông thường? À, Sĩ Kiêm, Sĩ Mê Ta, Sĩ Trung Nguyễn, Sĩ Su Ca, nó có ba Trường Âm thông thường. Đó chính là chữ Sa, chữ T và chữ Ta. Ồ, hay quá. Sa, T, Ta, đó là ba Trường Âm thông thường. Bao nhiêu Trường Âm nhắn bà con? Bao nhiêu Trường Âm nhắn? Rồi, cũng là Sĩ Kim, Sĩ Mê Ta, Sĩ Su Ca, Sĩ Trung Nguyễn nói rằng chỉ có một Trường Âm nhắn. À, Sĩ Trung Nguyễn là cuối cùng phải không? Bây giờ Sĩ Trung Nguyễn lên phân tích lại câu số 2 này để khẳng định lại những con số mình đưa lên là chính xác. Mời Sĩ Trung Nguyễn, câu số 2. Dạ, con kính đại thể ân đức Bà Ngôi Thanh Đạo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đại lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng ạ. À, con cảm ơn cô Như Quang, cô Kim, cô Mít Ta cho con biết tín hiệu ạ. À, dạ, con xin phân tích lại câu số 2 ạ. Yama Purisa Bichate Upatita Upatita Yama Purisa Bichate Upatita Tita. Còn hai lộn cái cõng ông ấy. Yama Purisa Bichate Upatita. Thế ta, dạ con, giá là đoạn âm, má là đoạn âm, bú là dạ đoạn âm, rí là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, chá là đoạn âm, dạ tê là trường âm thông thường, ấp là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, vậy trong cái câu này thì có dạ có ba loại, có hai loại trường âm, đó là có trường âm thông thường, đó là chữ sa, chữ t và chữ ta. Trường âm nhấn là có chữ bắc. Dạ, còn lại là đoạn âm ạ. Dạ, con đã phân tích xong rồi. Dạ, con kính nhân mít đã đến cho Ngài ạ. Con có sai thì con xin Ngài chỉnh sửa lại giúp con ạ. Sa thủ sử dụng nguyện. Phân tích xong các là thấy Sĩ Kim, Sĩ Mê Ta, Sĩ Su Khá tặng những cành hoa rất là đẹp. Và khi thấy người ta tặng hoa như vậy thì cứ yên tâm, bảo đảm rằng mình đã phân tích đúng. Mấy ngày hôm nay không khí đã thay đổi, không biết bị ảnh hưởng bão hay là áp thấp nhiệt đới. Mà Sĩ Trung Nguyễn thấy cũng có vẻ lạnh ha, run run ha, nhưng mà cứ bình tĩnh đi, rồi cũng đi qua. Sắp chuẩn bị của mùa đông, rồi cũng chuẩn bị Noel tới, thì cái lạnh nó bắt đầu đến rồi. Sa thú Sĩ Trung Nguyễn, lạnh, thời tiết ở Việt Nam cũng hơi khó khăn ha. Nhưng mà đến sớm như vậy đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ trong cái sự tinh tấn của quý vị. Và câu số 2, Sĩ Trung Nguyễn đã phân tích xong, không có gì coi như là sai hết, tức là phân tích coi như chính xác.
Vậy thì câu số 1 và câu số 2, ở ngoài đó gần biển thì chắc chắn là lạnh rồi. À, bây giờ câu số 1, câu số 2, sau khi phân tích xong thì cái giọng đọc của chúng ta sẽ liền đạt với nhau ha. Bandupala so wanda nisiyama purisa vichate upapthita. À, quý vị chú ý ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đoạn âm đi liền với nhau, cho nên quý vị nghe cái giọng đọc và cứ chậm rãi ha. À, chỗ nào trường âm thì chúng ta kêu dài, đoạn âm thì chúng ta đọc lướt qua nhanh tí. Bandu ba la so wada nisiyama purisa vichate upatthita. Bandu ba la so wada nisiyama purisa vichate upatthita. Bandu ba la so wada nisiyama purisa vichate upatthita. Khó đọc nha, chứ không phải dễ, mà cái điều tuyệt vời là quý vị đã phân tích trường âm, đoạn âm đúng. Thì khi mà quý vị đọc lên thì quý vị biết rằng đúng sai nó nằm trong bàn tay của mình. À, thì bảo đảm rằng quý vị sẽ vượt qua trở ngại đó. Bây giờ câu số 3 ha. Vì vô găm mút khề cha tích thạ si. Vì vô găm mút khề cha tích thạ si. Vì vô găm mút khề cha tích thạ si. Câu này có tất cả bao nhiêu âm tự? Wow, sao mà coi người nói 9 người nó 10. À, xin quay tà nói tới 9 nè. À, rồi bao nhiêu nó 10 hết, sao xin quay tà. À, không, nghĩa là không có đoàn kết gì hết. À, bây giờ coi 9 và 10. À, 9 và 10 bây giờ, ố, chẳng người. À, như vậy là ở dưới này có người bất chước nữa nè. À, bây giờ 9 với 10 bây giờ tính nè. Uy là 1 nè ha, vô là 2, ga là 3, mú là 4, kê là 5, chá là 6, tích là 7, tha là 8 và sĩ là 9. Quýnh tù tỷ gì? Trật lắc rồi mà còn quýnh tù tỷ nữa ha. Đã trật rồi mà còn đưa lên 2 lần lên làm rối đồ hình ha, cái bà này. Vậy mà còn đỡ tù tì nữa nha. Vậy thì mấy ông tù tì bỏ chạy hết rồi. À, sai rồi nha. Xích kim. À, bây giờ bác xích kim lên phân tích câu này luôn. Tại sao rõ ràng như vậy, bàn tay đếm tiền quen rồi, mà bây giờ cái câu số 3 này là đếm là trật kiểu này. Rồi mời xích kim phân tích câu số 3. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quy Phật tử. À, con biến thêm một chữ ta, tá đó thư. Ờ, thay vì chữ tá thá xí thì con biến thêm một chữ tá nữa. Tại con vui vẻ mà cho dư dạ. À dạ, con sai rồi đó. Xin phân tích câu số 3 của Kinh Pháp Cú, câu 235. Quý vô gá múc khề chá tác thá xí, mà con biên thêm chữ là quý vô gá múc khề chá tác thá xí. Ha 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 ha. Dạ cả người mắt lem nhem mà sư. Vì con quên mình lại. Quý vô gá múc khề chá tác thá xí. Quý là trường âm nhắn, vô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mú là trưởng âm, đoạn âm, trưởng âm. Ok, con xin lỗi. Quý là trường âm nhắn, vô là trường âm thông thường, gá, mú là hai đoạn âm, khê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm,
Tắc là chừng âm nhắn, thá xí là hai đoạn âm. Câu này nó có tất cả là chín âm từ. Chín âm từ sửa lại. À, nó chỉ có hai loại trường âm thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có ba là trường âm thông thường có hai là vô và khê. Trường âm ngắn có hai là quý và tắc. Ôi chà, đỏ ngâm có sáu. Đỏ ngâm là gá, mú, chá, tá, thá, xí. Dạ. Dạ con phân tích xong rồi đó. Câu này nó giống câu trước là nó cũng có, nó giống hai câu trước là nó có hai loại trường âm thôi. Nhưng mà ba câu này không câu nào giống nhau hết. Ủa? Con biến sai nữa hả? Tắc, tắc, tắc thá xí hả? Tích tắc. Quý vô gấp bút khê, chát tắc thá xí. Sao cổ nói là tích tắc này ta? Tha con biên sai nữa. Đây con coi coi. Tích thác xí hả? Ôi, biên sai nữa. Sửa nữa, cảm ơn cô Sứ Khá nha. Trời, cái tội đi trễ đó sư. Dạ, con biên lại nữa. Để con sửa lại. Tích taxi. Oh my god. Sửa lại. Tích ra khi đi ngay con sửa thôi. Ok. Con xin phân tích lại sư. Để con gom nó lại. Dạ. Con đọc lại. Quý vô gấp bút khề chá tích taxi. Quý vô gấp bút khề chá tích thá xí. Gì viết cho rõ ràng. Tích ok. Quý vô gấp mút khề chá tích thá xí. Quý là trường âm nhắn, vô là trường âm thông thường, gá mút là hai đoạn âm, khê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm không phải là con cá, tích là trường âm nhắn, thá và xí là hai đoạn âm. Dạ cảm ơn cô Sú Khá ha. Ghê quá. Câu này có hai loại trường âm. Trường âm thông thường có hai là vô khê. Trường âm ngắn có hai chữ là quý và tích. Tích quý và tích. Đoạn âm có sáu là gá, mú, chá, tá. Gá, mú, chá. Hồi không có chữ tá thêm. Gá, mú, chá, thá, xí. Dạ con đúng rồi đó. Rồi con xin trả máy lại. Con xin dạ cảm ơn sư và mấy quý vị nhắc cho con ạ. Alo, Sức Kim. Tại sao Sư Sư Khá tặng ba cành hoa biết không? Tại vì nhắc chữ tích và chữ táp đã sửa sai, cho nên Sư Khá tặng ba cành hoa là coi như là cảm ơn. Nhờ nhắc như vậy mới đúng cái chữ tích thạc si ha, tích thạc si. Nhưng mà cái chữ đầu tiên á, tại sao mà thêm dấu sắc làm cái gì vậy? Uy vô hai trường âm mà đọc ý là cái gì? Thêm dấu sắc hả anh Thành ơi, nghe không giống ai hết á. Uy vô gặp mục khê cha tích tha xí, chỗ nào trường âm thì chúng ta đọc theo trường âm, thêm vô sắc vô thì nghe nó không giống ai hết á. Quý vị quan hỷ ha, chữ này đọc là chữ uy kéo dài, nó là một trường âm nhấn. Uy vô gấp mũ khề cha tích tha xí. Rồi như vậy thì viết sai sửa lại. Chữ tắt tha xí thành là chữ tích tha xí. Đây là một cái động từ số ít, gọi là động từ đứng. Tích tha xí. Nếu mà tắt tha xí nó không có ý nghĩa gì hết, không phải là một cái động từ. Mà động từ đứng thì phải là tích tha xí ha. Rồi như vậy là câu số 3 chúng ta thông qua ha. Bây giờ câu số 4. Ba thầy dầm bí cha tê ná quý cha tê. Ba thầy dầm bí cha tê ná quý cha tê. Ba thầy dầm bí cha tê ná quý
cha ti. Câu số 4, câu này với âm từ có giống như ba câu số 3 không? Có được bao nhiêu? Câu này chúng ta làm tổng cộng đi. Có được bao nhiêu âm từ? Chào mọi người. Rồi chắc lên số 0 nữa là coi như cho người ta bất giới theo á hả? À, chiếc meta, chiếc kim, chiếc dung, nguyên nó có 10 âm từ trong câu này. À, như vậy thì câu số 1, câu số 2, câu số 3, câu số 4 hay là không có đồng đều nhau ha. Không có đồng đều nhau. Có bao nhiêu trường âm câu số 4? Có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm trong câu số 4 này? Và ta ngửi nói 5. À, có 5 trường âm trong câu số 4 này. Thì đếm coi ha. 3 là 1, thay là 2, dâm là 3, t là 4, quyết là 5. À, chính xác, có 5 trường âm trong câu này. Trong 5 trường âm này, nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, trong 5 trường âm này thì nó nằm trong 2 loại trường âm. À, chính xác. Nhưng mà bây giờ phải kiểm tra chứ. À, bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? À, quý vị, nó có 2 trường âm thông thường, đó chính là chữ 3 và chữ T. 3T là 2 trường âm thông thường ha. Chính xác. Bao nhiêu trường âm nguyên âm? À, trường âm là thay vọng nguyên âm, quý vị cho toàn hộp dịch không à? Có nghĩa là không có. Rồi trường âm nhấn có được bao nhiêu? Alo, trường âm nhấn có được bao nhiêu đây? À, quý vị nói câu số 4 này là một câu có tất cả là 3 trường âm nha. Để đến thử coi. Chữ thay là 1, chữ dâm là 2, chữ quyết là 3. Wow, chính xác. À, bây giờ mời Sức Hạnh Dung ha. À, Sức Hạnh Dung vô trẻ nè. Bây giờ phân tích lại câu cuối cùng. À, để chứng tỏ rằng âm thanh mình tốt. Rồi vô sau nhưng mà vẫn nhớ chứ không câu quên ha. Tức là phân tích đúng. Rồi mời Sức Hạnh Dung. Câu số 4. Ba thầy dầm bí chá tề na quýt chá tí. Trường âm và đoạn âm câu cuối cùng này như thế nào? Mời Sức Hạnh Dung ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Khe Ma, cô tu nữ Phúc Hạnh. Và kính chào cô chú chị trong đạo tràng. Con xin phép phân tích câu số 4. Và cảm ơn cô Như Quang, cô Kim, cô Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Pa thay dâm bi cha tê na quýt cha tí. Pa thay dâm bi cha tê na quýt cha tí. Dạ, pa là trường âm thông thường, thay là trường âm nhấn, dâm là trường âm nhấn, bi là đoạn âm, cha là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, na là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Và trong câu này chỉ có 2 trường âm nhấn là chữ thay và chữ dâm. Giờ con xin nói lại. Trong câu này có 2 trường âm nhấn là chữ thay, chữ dâm là chữ và chữ và quýt. Và trường âm thông thường là pa, tê
Dạ con đã phân, còn lại là đoạn âm, dạ con đã phân tích xong, và nếu có sai xin sư sửa. Con kính dâng mic lại cho sư ạ. Sa thủ sa thủ sĩ Hạnh Dung, sĩ Hạnh Dung phân tích là sĩ Chú Cá, sĩ Minh Ta tặng hoa, chỉ có một mình sĩ Kim là kiếm chuyện thôi, không tặng hoa thì thôi chứ, còn kiếm chuyện người ta. Quý vị thấy mặc dù mấy ngày nay sĩ Hạnh Dung vắng mặt, nhưng mà khi đến với đạo tràng vẫn có căn bản, tức là tự tin. Phân tích như vậy là quá đẹp rồi. Sa thủ sĩ Hạnh Dung. Bây giờ câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong ha, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Quy vô găm bút khề chát tích tha sĩ bà thầy dầm bí chát tề na quýt chát tị. Quy vô găm bút khề chát tích tha sĩ bà thầy dầm bí chát tề na quýt chát tị. Đọc chậm như vậy quý vị phân tích nhận định thấy có ổn không? Quy vô khề chát tích tha sĩ bà thầy dầm bí chát tề na quýt chát tị. Như vậy câu số 3, câu số 4 có chỗ nào rắc rối? Thấy rắc rối chỗ nào không? Rồi mở xích kiếm. Hồi nãy viết là tích thả si, thành ra tắt thả si. Bây giờ thắc mắc hỏi đi. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Hồi nãy hình như cô Hạnh Dung phân tích câu số 4, con nghĩ rằng nó có 3 trường âm nhắn, sao cổ nói có 2 trường âm nhắn vậy sư? Để con phân tích lại. Thà thầy dầm thi cha tề na quý cha tí. Thà thầy dầm thi cha tề na quý cha tí. Tha là trường âm thông thường, thầy là trường âm nhắn, dầm là trường âm nhắn, thi cha là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quý là trường âm nhắn, chá tí là đoạn âm. Trong câu này có hai loại trường âm thông thường có hai là chữ tha và chữ tê. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm không có, trường âm nhắn có ba là thay, châm, quý. Đoạn âm có năm, phí, chá, ná, chá tí. Dạ con có sai xin sư sửa, hồi nãy con nghe cổ nói trường âm nhắn chứ có hai mà. Con không biết. Con xin trả máy, xin sư sửa cho con biết ạ. Dạ tôi nói có ba, có trường âm nhắn có ba là thay dâm quý. Dạ con xin trả máy, xin sư sửa. Dạ kính để Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Sĩ Kim này rắc rối quá ha. Sĩ Sukha này, Sĩ Meta nghe rõ cho nên tặng thứ ba càng qua. Rồi Sĩ Kim này sao hôm nay rắc rối quá ha. Người ta đã phân tích nói rằng có hai, sao bổ sung thêm một cái trường âm nhắn nữa. Tức là khi nói có hai nhưng mà rồi bổ sung thêm một trường âm nhắn nữa là ba, thì như vậy người ta đã rõ ràng rồi mà sao sức kiếm này kỳ quá. Rồi bây giờ coi như cái câu này bây giờ để làm trọng tài này, ha. Thỉnh Đại Đức Pháp Trang câu cuối cùng. Để Đức Pháp Trang nghĩa là làm sao cái câu ba thầy dầm bí chá tê nó quýt chá tí. Cái câu này xích kim này là kiếm chuyện này rắc rối nè. Bây giờ nhờ Đại Đức Pháp Trang giải thích dùm cái câu cuối cùng này, ba thầy dầm bí chá tê nó quýt chá tí. Rồi cung thỉnh bàn tay Đại Đức Pháp Trang.
trong room này chỉ có Đại Đức Pháp Trang mới trị được cô Kim thôi ha. Rồi, sa thú, sa thú. Nam mô Phật Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ ngày Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ, con vừa mới vào con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa Phật Ngài. Dạ, giờ Ngài kêu... Ngày kêu con lên phân tích thì con mình phân tích không biết hồi nãy không biết khi nãy không biết vị nào phân tích con cũng không rõ. Dạ. Dạ bây giờ con dạ câu cuối cùng dạ bây giờ con xin phân tích câu cuối cùng. Dạ không biết có đúng không Bạch Ngài. Nếu có gì sai xin Ngài chỉnh sửa lại Nam Mô Phật Thầy. Dạ. Ba thầy giam biết chất thì nó biết chất tí. Chữ ba là trường âm thông thường, chữ thay là trường âm nhấn, chữ dâm là trường âm nhấn, chữ phí là đoạn âm, chá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ vít là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Và vậy thì trong câu này có một trường âm, một hai trường âm thông thường, một hai và có ba trường âm nhấn và còn bao nhiêu là đoạn âm. Và con đã phân tích xong ạ. Dạ không biết có đúng không, vì lâu quá con mới vào trong đạo tràng, giờ không biết phân tích có đúng không. Và Kim đưa ba bàn tay lên nó bạch Ngài. Dạ bây giờ con kính dâng mít lại cho Ngài để nha. Để con biết là con có phân tích đúng không có Bạch Ngài. Giờ con xin kính dâng mít cho Ngài. Nam mô Phật Thầy. Dạ alo 1 2 3 1 2 3. Khi mà thỉnh để Đức Pháp Giang lên là thấy Sư Kim nó chắc rồi ha. Ai cũng nói rằng coi như hai trường âm thông thường, ba trường âm nhân, vậy mà cũng đưa tay lên làm rối đội hình ha, Sư Kim này. Rồi như vậy là thông qua ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu, tức là đọc từ trên xuống dưới. Quý vị phân tích hay như vậy, nhưng mà cái giọng đọc như thế nào, trường âm đoạn âm có hòa quyện với nhau không? Nên nhớ có hai cách đọc. Một cách đọc là quý vị đọc một hơi. Cách thứ hai là quý vị chia ra làm hai để mà đọc. Thì bây giờ chúng tôi xin cái cách thứ nhất để cho quý vị nắm bắt ha. Bình đúc phá là sô quá đà ní sĩ giá ma phú ri sa phí chá tê ú bác thi tà quỳ nhô gấp mu khề chá tích thá si bà thầy dầm bí chá tê ná quýt chá tí. Bình đúc phá là sô quá đà ní sĩ giá ma phú ri sa phí chá tê ú bác thi tà quy vô gam mu khề cha tích tha si bà thầy dầm bi cha tề na quy cha tị. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai phải lấy hơi ha. Bình đu pa la so wa da ni si ya ma pu ri sa vi cha te u pa thi ta vi yo ga mu khe cha te tha si ba thay yam vi cha te na vi cha ti. Bình đu pa la so wa da ni si ya ma pu ri sa vi cha te u pa thi ta vi yo ga mu khe cha te tha si ba thay yam vi cha te na vi cha ti. Người này dũng là hẻo diêm sứ đang chờ người, người đứng trước
trước cửa chết, đường trường, thiếu tư lương. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. À, để Đức Phật Tràng xà thủ, vô đây là gương mẫu như vậy thì tuyệt vời quá. À, xin cung thỉnh. Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và bây giờ con xin chuyên phong để đọc câu Pháp Cú số 235. Và sau đó thì xin mời quý vị trong đạo tràng giơ tay để đọc câu Pháp Cú số 235. Bằng đô pa la sô va đà ni si ya ma pu ri sa pi cha te o pa thi ta uy yô ga mốc khe cha tiết ta si pa thay yam pi cha te na vi cha ti. Bằng đô pa la sô va đà ni Bằng đô pa la sô va đà ni si ya ma pu ri sa pi cha te o pa thi ta uy yô ga mốc kệ chát tiết thay si pa thầy giảm pe chát tề na vết chát tý bằng đô pa la so va đà ni si yama puri sa pe chát tề upatita uy yoga mốc kệ chát tiết thay si pa thầy giảm pe chát tề na vết chát tý. Người này giống lá hiếu diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần đô pa la sô va đà ni si ya ma pu ri sa cha te o pa ti ta uy yô ga mốc khe cha tiết tha si pa thay dham pe cha te na vết cha tí. Thân người chiếc lá úa tàn. Hải đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Và bản dịch của nghệ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và bây giờ đã thấy bàn tay của Sức Kim, xin mời Sức Kim để đọc câu Pháp Cú số 235. Nam mô Phật Thầy. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Giang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con lắng lẽ con phải nhường cho cô Sư Khá Đú Khá, nhưng mà Sư đọc trước rồi con phải đọc theo sau. Tại vì Sư hay chỉnh con lúc trước đó, con sai cái này sai cái kia, con cũng cảm ơn Sư. Lúc trước con cũng đọc tà la té lẹ, nhờ Sư đó, với Sư Chí Đức chỉ với con mới đọc được tốt bây giờ đó. Bây giờ con đọc, cô Sư Khá Đú Khá đợi chút nha. Ồ, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 235 con gì sao? Thằng ok để cười chút chờ chút. Thằng đu pha la so quá đà ni si du pha thi sa thi cha tề u pha tít tha quỳ dồ gá múc khề cha tít tha si pha thầy dầm phi cha tề na quy cha tí thằng đu pha là sô quá đà ni si giá ma phu đi xà phi cha tề u pha thi ta quỳ dồ gá múc khề cha tí tha si pha thầy dầm phi cha tề na quy cha tí thằng đu pha là sô quá đà ni si giá ma phu đi xà phi cha tề u pha thi ta quỳ dồ gá múc khề cha tích tha si pa thầy dầm phi cha tề na quy cha tí. Để đọc một hơi có được giống như Sư Chí Đức. Khởi chị khởi đi. Phàng đu pa la so wa da ni si yu Phàng đu pa la so wa da ni si ya ma pu ri sa phi cha tề u pa ti ta uy yo ga mu khe cha tích tha si pa thầy dầm phi cha tề na quy cha tí. À, thôi rồi không đọc nữa. Người này giống lá heo. Người này giống lá heo. Con đọc lại, con sám hối. Phàng đu pha la, phàng đu pha la so wa da ni si yu ma, phàng
phàn đu pha la so wa đà ni si ya ma pu ri sa phi cha tê u pha thi ta quỳ dồ ga múc khề cha tích tha si pha thầy dầm phi cha tê na quý cha tí. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin thăm hỏi lá héo chứ không phải lá heo á. Con xin thăm hỏi. Dạ dạ dạ, con xin cảm ơn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con tính chờ cô Số Khá nhưng mà không thấy cô Số Khá, thôi thì bây giờ con xin đọc mà con không biết con có dịp mic của ai không. Dạ thôi thì con đọc, con xin đọc. Dạ con cũng trước hết thì con cũng kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Đại Đức Pháp Trăng cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bảo quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 235 ạ. Bành đu ba la so wa đà ni si ya ma bu ri sa bi cha tê u ba ta quy yô ga mu khê cha tích tha si và thầy dầm bi cha tê na quýt cha tí bàn đủ ba la sô quá đà ni xí giá má bú rí xa bí cha tê u bát thí ta quy vô gá mú khê cha tích tha xí và thầy dầm bí cha tê na quýt cha tí bàn đủ ba la sô quá đà ni xí giá má bú rí xa bí cha tê u bát thí ta quỳ vô gá mú khê cha tích tha xí bà thầy dầm bí cha tê na quýt cha tí. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bàn đú ba la, ôi cha mất, dạ con xin đọc lại. Bàn đú ba la so quá đà ni xí giá má bú rí xà bí cha tê u bát thí ta quỳ vô gá bú khê cha tích tha xí bà thầy dầm bí cha tê na quýt cha tí. Thân người chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ, than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hợ tư lương. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giải Đức. Và con đọc cái câu này nãy giờ, con học cái câu này nãy giờ, con thấy là cái thân con giống như trong cái câu này quá. Thân con bây giờ là chiếc lá úa tàn rồi, đang đứng trước cửa thần chết rồi, con không, con đi giờ nào mà tư lương thì cũng quá ít nữa. Dạ thôi con xin nhường mic lại cho người khác.
Alo, 123123. Câu này giọng kinh dễ đọc hơn là giọng kể à, thì quý vị cố gắng đi, bởi vì phân tích chính xác thì cái giọng đọc của quý vị sẽ ổn định thôi. À, Shishuka đến với cái room Phật giáo Long Truyền này gặp rất là nhiều trở ngại. Thuận duyên thì đưa tay lên làm liền, nhưng mà nghịch duyên là coi như ngồi im hoặc là bỏ chạy. Cho nên sinh hoạt trong cái room này Shishuka là một cái trường hợp mà rất là khó khăn ha. Rồi bây giờ Sĩ Thành Dung đã đưa tay, xin mời. Dạ, Nam Mô Bích, Nam Mô Thăm, Nam Mô Sang Khai. Một lần này Chí Đức cùng Chí Tôn Đức Tăng kính lễ cô tu nữ hạnh phúc, phúc hạnh. Dạ, xin sám hối cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, kính chào Đạo Tràng, con xin phép đọc câu Phật ngôn số 235. Dạ, cảm ơn cô Như Quang, Dung Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Pandupala so wada nisiyamu burisa bichate upatita viyogamukhe chatitthasipa thayam bichate na vichate. Pandupala so wada nisiyam. Dạ, con xin đọc lại ạ. Pandupala so wada nisiyamu burisa pichate upatita viyogamukhe chatitthati pathayam bichate na vichate. Pandupala so wada nisiyamu burisa pichate upatita viyogamukhe chatitthati Thasipa thayam bichate na vichate. Người nai giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pandupala so wada nisiyamu burisa pichate upatita viyogamukhe chatitthatisa viyogamukhe chatitthasipa thayam bichate na vichate. Pandupala so wada nisiyamu burisa pichate upatita thita viyogamukhe chatitthasipa thayam bichate na vichate. Thân người chiếc lá úa tàn, héo đau diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong ạ. Và con kính mời Đạo Tràng, con xin phép xuống mít ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lĩnh đại ngài Chí Đức và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào quý bà, cô tu nữ. Dạ, con cũng kính chào các cô chú, các anh chị em trong room ạ. À, con xin cảm ơn cô Mita, cô Như Quang, cô Hạnh Dung đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép đọc câu pháp cú 235. Pandupala so wada nisiyama purisa bichate upatita iyo yamukhe chatitthasipa thayam bichate na vichate.
bằng chúng ta là so wa da ni si ya ma pu ri sa bi cha te up pa ti ta uy yo ya mu khe cha ti tha si ta thầy dân bi cha ti ba cha ti cha te na vi cha ti bằng đức ba la so wa da ni si yamma purisa bi cha te upatita uyo yamma khe cha ti tha si pa thầy dân bi cha te na vi cha ti bằng đức ba la so wa da ni si yamma purisa bi cha te upatita uyo yamma khe cha ti tha si pa thầy dân bi cha te na vi cha ti. Ngươi nay giống lá úa, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đừng trường thứ tư lương. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Bằng túc ba la so qua đà ni si yamma puri sa bi cha te upatita uy gamu khe cha tít tha si ba thầy yam bi cha te na u cha tí. Người này giống dạ thân người là chiếc lá tàn, hải đao diêm sứ hiện đang đóng chờ, than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Dạ, đảnh dịch của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, con cũng đã đọc xong cái câu kinh pháp của 325 rồi ạ. À, dạ, con có sai chỗ nào thì con cũng kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp cho con. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thà Giá.
123 123. À, quý vị nghe rõ không? Thì im lặng quá. Chiếc Dung Nguyễn xuống rồi mà không ai lên cầm micro. Câu Phật ngôn này làm quý vị sợ ha, không dám lên đọc ha. À, nó lên sự chết chóc, và đó là một cái sự thật mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Tức là người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ người. Người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. À, sự thật này luôn luôn mất lòng ha. À, và chỉ có một mình Siddh Metta nói câu Phật ngôn này giống tâm trạng của Siddh Metta. Còn những người khác thì thấy mình còn trẻ mà, sao cái câu này nghe phũ phàng quá. Vậy nên những cái vị trẻ không dám đưa tay lên đọc. À, câu Phật ngôn này trả lại vấn đề ha. Bây giờ chúng tôi đã cho quý vị thấy dễ hay là khó. Rồi quý vị hoan hỷ ha, cứ tham gia đi. Đọc sai, đọc trúng không quan trọng, mà cái tinh thần mình học hỏi. Pandu pala so vada nisiyama purisa vichate upatita uyo gam hệ chất tích thay si bà thầy dầm biết chất tề na huyết chất tị bình đu pa la so va da ni si yama purisa biết chất tề u bắc thi ta uy yo ga mu hệ chất tích thay si bà thầy dầm biết chất tề na huyết chất tị. Như vậy thì chúng ta thấy chia làm hai, chúng ta đọc thấy nó dễ đọc hơn, đừng có đọc một hơi. Rồi chúng ta bị phật một hơi, nếu mà chúng ta có bản lãnh. Bình đu pa la so va da ni si yama purisa vichate upatthita uyo ga mu khe chate thasiba thay yam vichate na huyết chati. À, ở đây quý vị bị bóp hai chữ. Chữ mu khê là một, nhưng mà khi nãy Đại Đức Pháp Trang đọc là mu khê. Rồi chữ quýt chà tí, trường âm nhấn rõ ràng, nhưng mà Siết Kim đọc quýt chà tí. Quýt chà tí đọc nhanh quá, nó giống như một loạn âm. À, quý vị chú ý mấy chỗ đó ha. Phân tích thì vị nào phân tích cũng đúng cả, nhưng mà khi lên đọc thì cứ bình tĩnh. Tại sao quý vị đã bóc? Đọc nhanh làm gì, đọc chậm để làm gì? Đọc cho nó đúng thôi ha. Rồi bây giờ mời Siết Duyên 319. Nãy giờ nghe người ta đọc sợ quá không dám đưa tay vào. Rồi Sister Man thấy cũng đưa tay lên, âm thanh cũng tốt mà. Mời hai vị mới này cứ đọc đi. Cái gì khó chúng ta vượt qua thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. À, còn cái gì mà khó chúng ta đứng lại sợ sệt thì chắc chắn rằng chúng ta gặp nhiều trở ngại. Cứ tới luôn bắt đài đi, bảo đảm quý vị sẽ vượt qua trở ngại. Và con đường này bảo đảm trước sau gì ai cũng phải đi thôi. Tức là tứ thần đang chờ chúng ta, nó là điều chắn. Thì cứ mạnh dạn mà tiến tới. Mình rụt rè rồi ổng cũng bắt à, ổng cũng đem lưỡi hái tới à. Mà mình mạnh dạn mình xung phong đi tới trước á, nhiều khi ông thấy mình mạnh dạn hiên ngang như vậy, ông nói thôi đi qua thì khỏi rồi, bắt những người nào nhát gan. Còn mình mạnh bạo có đủ tư lương rồi thì nhiều khi ông thấy mình không cũng ngại nhá. Thôi quý vị cứ mạnh dạn lên đi.
Rồi, sĩ Christina có chút máy không? Sĩ German có chút máy không? Khó quá, khó quá, cảm ơn. Hôm nay ngồi chơi xịt nước không ha? Rồi, bây giờ muốn dễ. À, sang thủ thấy bàn tay rồi, xin mời. Dạ, alo, dạ cho con hỏi con đầu rằng có nghe được không? Dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Dạ, xin chào quý vị trong room. Con đọc câu Kinh Pháp Cú số 235. Bằng đu ba la sô va đà ni si yama bu ri sa bi cha te u va thi ta u yô ga mu khe cha ti tha ti pa thi yam bi cha te na vi cha ti. Bằng đu ba la sô va đà ni si yama bi sa bi cha te u va thi ta Piyo gamukhe chatithati bathiyam bichate navidyati. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: người này giọng lã hẻo, diêm sứ đang chờ người, người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức: thân người chiếc lá úa tàn, hải đảo diêm sứ hiện đang đón chờ, than ơi cái chết đến gần, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Dạ, con xin hết. Alo, 123 123. Ai thích tầm bay này giống như ở trên trời rớt xuống ha. À, đụng một cái đưa tay lên đọc. À, đến với đậu tràng không bao lâu mà quý vị thấy cái giọng đọc tuyệt vời ha. À, với giọng đọc này có gì để mà chê nữa, đọc hay quá. Rồi cho bây giờ không có chịu thả mic ra, cầm mic luôn, muốn chắc là muốn bỏ túi nữa hay sao nữa. Chơi cái này chơi xấu nha. Đọc xong rồi xuống thì thả mic lại cho đậu tràng, nhưng còn cầm cứng ngắc à. Chắc là mic này còn sống cho nên ngủ nhiều, còn mic chính thì coi như tương đối thoải mái. À, quý vị thấy người mới đến đạo tràng của chúng ta không bao lâu ha, nhưng mà đưa tay lên đọc là chính xác. Wow, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sa thú, thích tầm hèn. Có nhiều người đến với room của chúng ta rất là lâu, nhưng mà cứ mắc cỡ, cứ ngại. Và chính cái mắc cỡ, cái ngại đó là một sự tiêu cực trong vấn đề học mà chúng ta không tiến tới được. À, chúng ta không có thành công trong pháp học. À, sa thủ tức là mang rất là nhiều. Đọc xong rồi không có gì để mà sửa sai. À, đúng quá. Rồi bây giờ như vậy là cái dòng kinh chúng ta thông qua ha. Công viên ở ngoài Nha Trang lạnh mà ở trong này cũng lạnh lắm. À, quý vị thông cảm ha. Nhiều khi nói cũng hơi run run. À. Rồi bây giờ dòng kinh ấy chúng ta ôn lại và đi qua dòng kệ ha. Kệ AA cho nó đỡ buồn, bớt lạnh. Bình đu pa la so va đà ni si yam ma pu ri sa vi cha te u pa thi ta vi yo ga mu khe cha tích tha si ba thầy yam vi cha te na vi cha ti. Bình đu pa la so va đà ni si yam ma pu ri sa vi cha te u pa thi ta vi yo ga mu khe cha tích tha si ba thầy yam vi cha te na vi cha ti. Câu Phật ngôn này là một câu mà nó không đồng đều với nhau. Có khi 9 từ, có khi 10 từ, có khi 11 từ, 12 từ, tùm lum tà la. Cho nên trong cái lối kể, chúng ta tùy theo khả năng của mình để mà có một cái sự ứng biến. À, cho nó có một cái âm giọng mà tùy theo cái hơi của mỗi người. Bây giờ chúng ta luôn luôn
là tuân thủ một lần đọc hai câu à, chứ không nên đọc từng câu và dừng lại. Câu trước và câu sau nâng đỡ cho nhau à, quý vị cố gắng ha. Bây giờ trong cái giọng kệ chúng ta đọc trước: Bandhu Bala Sovadanisi. Đọc lại ha. Bandhu Bala Sovadanisi Yamapurisa Pijate Upatita Viyogamu Kechatithasi Bathayampi Chate Navichati Bandhu Bala Sovadanisi Yamapurisa Pichate Upatthita Viyomu Kechatithasi Bathayampi Chate Navichati Bandhu Bala Sovadanisi Yamapurisa Vijate Upanthita Viyogamu Kechatin Thasin Bathayampi Chate Navichati. Người này giống là heo, diêm sư đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư đường. À, quý vị ca sĩ á, thì nhìn cái câu Phật ngôn này, quý vị có thể chế ra cái tông, cái âm điệu, nhất là viên phái nữ. À, chắc chắn là quý vị sẽ kể hay hơn chúng tôi nhiều. À, rồi bây giờ xin nhường mic. Alo, quý vị cứ tự nhiên đi, kể làm sao cũng được hết á. Dòng kinh á, còn bắt lỗi trường âm đoạn âm, nhưng mà dòng kể á, gọi là kể thì sao cũng được hết. Rồi xin mời quý vị tự nhiên ha. Coi như đây là một cái chùa ở trên không, à, không ai thấy mặt thấy mũi gì, cứ tự nhiên mà kể đi. Rồi xin mời quý vị. Bằng đu ba la so va da ni si ya ma bu ri sa bi cha te u pa thi ta
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai. Con thấy cô Đạo Men đã xuống rồi, thành thử ra bây giờ con cũng xin tiếp tục kệ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Kim. Dạ, cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Dạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con xin kệ ạ. Mando ba la so va dan se ya ma bu ri sa bi cha pe o ba ti ta ni yo ga mu ke cha pe tha se ba thay yam cha te na ut cha te bandu bala so adani se ya ma buri sa me cha te o bat thi ta vi yo ga mu khe cha tịch tha se ba thầy dâm bi cha tê na quật cha tê. Người này giống lá heo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bán đô ba la so wa da ni se ya ma bu ri sa be cha te o bat thi ta vi yo ya mu khe cha tịch tha si ba thay dân bi cha tề na quỳnh cha tề. Dạ, cô cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Thân ngươi chiếc lá úa tàn, hái đào diêm sứ hiện đang đón chờ, than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hào tư lương. Dạ thôi con xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào đạo tràng, con xin phép kệ câu Phật ngôn số 235. Dạ cảm ơn cô Như Quang, cô Kim, cô Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Pandupala sovadani si yamaburisa pichate ubatita viyogamu kechatitta si pathayambi chate na vichati pandupala sovadani si yamaburisa pichate Chate upatita viyogamu ke chatitasi pathayambi chate na vichati. Người nay giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pandupala so vadani si yama purisa pichate upatita viyogamu kechatitta si pathayambi chate na vichati. Thân người chiếc lá úa tàn, héo đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ,
được ta chẳng có dự hờ tư lương. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, con xin phép xuống mic ạ. Alo, 123123, Sikh Meta, Sikh Thịnh Dung, quý vị cũng có những dòng kể rất là hay. Như vậy thì với cái câu Phật ngôn này, hai ba câu nữa mới với cùng một duyên sự. Cho nên câu Phật ngôn 235 này, chúng ta lấy cái nội dung này để chúng ta triển khai. Người này giống lá héo, ở đây ám chỉ chính bản thân của chúng ta, giống như một cái chiếc lá vàng trên một cái cây ha. Rồi lá vàng để làm gì? Chờ chực cái lá vàng rơi, đó chính là diêm sứ, đó là tử thần. Tức là một ngày nào đó chúng ta lìa khỏi cái thân cây, tức là sự chết đã đến với chúng ta. Chiếc lá vàng cũng bị rơi, tức là nó đứng trước cửa của sự chết. Và chúng ta có đem theo được cái gì không? Đó là tư lương của chúng ta trong sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta đã tạo được cái thiện sự nào chưa? Chúng ta đã chuẩn bị cái hành trang để chúng ta ra đi chưa? Và lão sắp đi gặp ông bà rồi. Bây giờ trước khi đi gặp ông bà thì Chí Kim coi như có đem đến với ông bà mình những món quà như thế nào? Mời Chí Kim. Chí Kim đi gặp ông bà có quà cáp gì hay không, hay là chính bản thân mình cũng hai bàn tay trắng? Xin mời Chí Kim giải thích về cái câu Phật ngôn này đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang và các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư, con chưa có ăn cơm nữa sư, hồi con ăn cơm nó thành nó ăn trưa thành ăn chiều luôn. Con đi về con mới chạy đi lấy đồ vô đó, con để ngoài xe. Đáng lẽ bữa nay không có mưa mà nó căng mưa đó sư, nó bảo mưa rồi ngày mai mưa, ngày mốt cũng mưa nữa. Mưa cho California được nước nhiều luôn. Mở nhọn nữa rồi. Và con xin phân chia sẻ cho con, đâu phân tích đâu, con xin chia sẻ Kinh Pháp Cú câu 235. Thần đú phá là sổ quá đà ni si giá má phú đi xà phí chá tề u pháp thí tà quỳ dồ gá múc khề chá tích tha si phà thầy dầm phí chá tề ná quý chá tí. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Trong bốn câu này, Đức Phật nói cô động, nói về cái cuộc đời của tất cả chúng sanh, cho dù người đó là người, là vua, chúa, ăn mài, ăn xin, người khùng, người điên, tùm lum hết luôn, cả chó, mèo, heo, gà, vịt luôn, thì tất cả đều phải chịu chung ba cái số phận là sanh bệnh lão tử, là như vậy thôi. Trong phải chịu vô trong cái lực vô thường, sinh ra rồi tiến triển phát triển lên, rồi già kêu là lão, rồi bệnh hoạn, rồi tàn tạ, rồi chết. Cho dù người đó có dùng tiền, có những người đó có dùng tiền bạc giàu có cách mấy, họ đi sửa soạn, sửa sắc đẹp hay làm cái gì, nhưng không có giấu được cái tuổi già. Nếu mà họ dùng cái kỹ thuật tăng tiến bây giờ, họ như là con thấy họ căng mắt, căng mũi, sửa da, bơm chỗ nào thiếu thì bơm vô, chỗ nào thừa thì cắt chẳng hạn vậy. Nhưng
cái sắc mạng quyền trong con người của chúng ta không thể nào thay đổi được hết. Nó tiêu hủy, nó già cõi đi trong từng sát na, không bao giờ nó trở lại hết. Nó theo cái vô gián nghiệp duyên, nó không thể nào trở lại hết. Và cứ như vậy, sinh già bệnh lão chết trong cái thập nhị nhân duyên đó, cái dòng luân hồi đó thì không thể nào tránh khỏi được hết. Thì trong cái câu này thì con thấy sư chưa nói cái tích chuyện, nhưng con thấy là người nào thì trong cái ông này có thể là ổng đang già, ổng giống như cái lá héo, cái lá mới lên thì nó non, nó tươi mát, rồi nó xanh lợt, rồi nó xanh đậm, rồi nó vàng, rồi nó vàng nâu, rồi nó héo, rồi nó rơi xuống. Thì cũng giống như là cái sắc mạng quyền cũng như cái tuổi thọ của chúng sanh cũng gần tới nơi rồi. Đó là Đức Phật nói cho ông ta, cho chúng ta biết là chúng ta cũng phải chết thôi. Đức Phật cũng chết, ai cũng phải chết. Đó là lực sanh tử, đó là lực vô thường. Cái lực này nó có tự nhiên trong cái vũ trụ. Cho dù Đức Phật có sanh ra đời hay Đức Phật không sanh ra đời thì nó vẫn tồn tại như vậy trong thế gian. Cũng như là cái lực mà nhân quả nó có như vậy. Chính Đức Phật là người đã tìm ra cái định luật. Cũng như nói về khoa học đó, thì mấy nhà khoa học như ông Edison, ông tìm ra điện, ông Bell tìm ra điện thoại, hai ông mà Smith mà tìm ra cách để chế tạo phi cơ, thì đó là nó có sẵn ở trong cái vũ trụ này, nó có những định luật như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết, nhưng đối với Đức Phật thì Ngài đã tìm cái định luật này, và sau khi Ngài đắc đạo quả, Ngài biết rằng chỉ có tu tập theo lời của Ngài, rồi tu tập theo thiền Vipassana thì mới giải thoát được, chứ không có làm gì mà giải thoát được hết. Nếu chúng ta cứ còn quay quần trong đó, không biết chúng ta sẽ già, sẽ lão đi chết, rồi phải luân hồi trở lại cứ như vậy hoài. Mà đến một nếu mà cái câu cuối cùng á, là đường trường thiếu tương, tương có nghĩa là mình không có, Đức Phật nói con người chúng ta phải cần có tương lương. Tương lương là cái gì? Đó là cái sự tu tập, cái sự tu sửa các pháp thiện, những ba la mật, những pháp thiện, tức là khi mà chúng ta làm cái việc thiện thì chúng ta tạo được cái nghiệp thiện. Nếu mà chúng ta làm cái nghiệp xấu thì chúng ta tạo đến nghiệp xấu. Cái nghiệp xấu nó dẫn dắt chúng ta đi luân hồi, cái nghiệp thiện nó cũng dẫn dắt chúng ta đi luân hồi. Nhưng chúng ta phải biết dùng cái nghiệp thiện đó mà tu tập, để từ từ có nhiều trí tuệ hơn và thâm sâu hiểu vào những cái giáo pháp của Đức Phật để mà được giải thoát. Thì trong đó thì con có nghĩ chỉ ba chữ thôi, con nghe một vị sư dạy là cuộc đời chúng ta nói nhiều quá cũng chỉ cần nhớ ba chữ thôi, đó là thu, chế, diệt. Thu tức là mình phải thu thúc cái lục căn của mình. Lục căn là cái gì? Nhãn của mình, con mắt của mình, cái lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, rồi cái sự xa chạm, rồi cái ý nghĩ của chúng ta. Đừng có phóng theo cái sáu cảnh ở ngoài. Nhưng nói mà xa hơn đó, sáu cảnh còn có cảnh nội với cảnh ngoại nữa. Thì khi mà chúng ta thấy cái cảnh đẹp ở ngoài đó, thì chúng ta phải biết kìm hãm lại cái sự ham muốn của chúng ta. Nếu mà chúng ta còn ham muốn là còn ái dục thì nó vẫn còn luân hồi. Những cái ham muốn đó về âm thanh, mùi hương, rồi ăn uống cho ngon, rồi muốn thân thể được khỏe mạnh, nhưng tất cả nó đều có cái mức nào. Tại vì tất cả những việc như là chuyện tốt, chuyện xấu đều có cái điểm đầu và điểm cuối, tức là nó có sanh diệt, nó không có bao giờ nó thường giống như vậy hoài. Chính vì nó không có thường thường hằng giống như vậy, nó cứ thay đổi. Nó thay đổi, nó có điểm đầu, điểm cuối, nó sanh, nó diệt liên tục giống như vậy. Bởi vậy chúng ta mới đau khổ. Mà những cái pháp này, khi mà nó sanh, nó diệt, chúng ta không bao giờ biết khi nào nó tới, khi nào nó đi và nó ở bao nhiêu lâu.
rất khó, những cái nghiệp này rất khó. Chỉ có những người mà có sự tu tập, khi cái pháp nó đến hay cái pháp nó đến, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta dùng trí tuệ mà quan sát nó, đừng có để nó dẫn dắt theo, thì đó là những sự tu tập của chúng sanh mà Đức Phật muốn nói. Đó chính là cái tương đương. Cái tương đương tức là cái trí tuệ phải biết kiềm hãm, thu thúc cái lục căn và chế ngự cái tâm tham sân si tà kiến. Tham là những, nếu mà tham nhiều quá thì gọi là thủ. Thì nếu mà có thủ nhiều quá thì phải hủ. Hủ tức là tạo cái nghiệp ra, tức là cho cái tư lương, cho cái kiếp tới nữa. Thì Đức Phật nói, nếu mà tư lương đó, nếu mà cái tư lương mà tốt thì kiếp tới sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như nếu chúng ta tu hành có nhiều tư lương tốt đó, thì có thể sanh lên cảnh trời, hay lên cảnh trời của chư thiên, hay cảnh trời của phẩm thiên, hay cảnh trời ngũ tịnh thiên, chẳng hạn như vậy. Ở nơi đó thì môi trường nó lại thanh tịnh, nó tốt hơn. Còn nếu mà sanh xuống những cái cõi như là bốn cảnh khổ, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì rất là khổ. Không có gì để một tu tập, chỉ là những chuỗi ngày bị khổ. Giống như trong chú giải nói, như là ông Bồ Đề, Bồ Đề Đạt Ma đó, ổng quấy phá, ổng làm những điều mà bất kính dưới Đức Phật, ổng bị xuống địa ngục A Quy Chí. Thì xuống chỗ đó đó, ổng bị những cái cây sắt đâm từ dưới lên trên, từ bên phải qua bên trái, từ trên đầu xuống, mà đâm như vậy á thì rất là đau đớn. Khi đau đớn phải chết rồi, tại vì đó là cái nghiệp chúng sanh, thì nó tái sanh lại liền lập tức, và cứ liên tục như vậy, rất là khủng khiếp. Người ta nói đó là nếu mà bị lửa đốt hay bị người ta hành hạ đó, thì cái người đánh mình nó cũng mệt nữa, nó cũng phải nghỉ một chút. Nhưng mà đối với địa ngục vô gián này đó, không bao giờ nghỉ hết, liên tục như vậy, rất là khủng khiếp. Bởi vậy Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta nên tu tập và nên tích trữ những cái tư lương này. Đó là những pháp thiện đó. Từ những cái pháp thiện đó, chúng ta có nhiều trí tuệ. Từ cái thu thúc cái lục căn của chúng ta đến những cái cảnh trần ở bên ngoài, sáu cảnh trần bên ngoài, chúng ta chế ngự cái tâm tham, tâm si, những cái tâm tà kiến. Thì lúc đó rồi tới cái phần thứ ba rất là khó, là diệt những cái phần kiết sử đó, năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, để mà bước vô cái dòng thánh. Khi bước vô dòng thánh thì cũng còn một tu tập rất dài, nhưng mà vẫn đỡ khổ hơn. Khi bước vô dòng thánh thì không có vô vào bốn cái cảnh khổ. Bốn cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, tu la, bàn sanh, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh là cũng như súc vật gì đó, rồi Atula thì nó tốt hơn. Làm người thì có cảnh tốt, cảnh xấu. Những mà khi làm vô những cảnh tốt, có nhiều cơ hội, là có nhiều cơ hội gặp Phật Pháp, gặp Đức Phật, gặp các thiện trí thức để mà tu tập thêm, để mà cố gắng tu tập để hiểu biết, để mà diệt đi những kiết sử, thì mới vô dòng thánh. Từ từ vô những dòng thánh đó thì chúng ta mới đắc từ sơ đạo, sơ quả, lẫn như là tu đạo hoàng, rồi tu đà hàm, rồi a la hàm, thì a la hán, thì mới là vô sanh, không còn luân hồi nữa, thì mới không khổ. Thì những cái tư lương này Đức Phật muốn ám chỉ là chúng ta phải nên tu tập và tích trữ những cái pháp thiện, những cái pháp tốt, và để trừ đi những cái pháp bất thiện. Vì cái tư lương này chính là cái nghiệp chúng ta đi đâu đi tới luân hồi đó, thì chúng ta không có đem cái gì hết, cũng không có giúp được ai, mà chỉ là giúp được chúng ta thôi. Chúng ta chỉ đem theo cái nghiệp của chúng ta thôi. Cái nghiệp đó tốt hay xấu là do chúng ta tạo, chứ không ai tạo cho chúng ta hết. Chúng ta phải biết cái đó là cái tư lương của chúng ta là như vậy. Con thấy còn có 3 phút nữa, con thấy nói vậy cũng đủ rồi. Con xin nhường máy lại để cho có người nào có ý kiến thì lên. Con xin cầu chúc cho các vị sư, các cô tu nữ và quý Phật tử có một ngày được an vui. Còn bên con đưa tâm tả luôn. Dạ con xin trả máy nè.
sa thu sĩ kiềm lỗ 2 phút chứ không phải thiếu 3 phút. À lỗ 2 phút à, đồng hồ chúng ta là 6 giờ 32 phút. À sa thu sĩ kiềm, à sĩ kiềm có được một cái tinh thần à, là cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng. Vui giỡn à, thì chúng ta thấy rằng làm cho không khí nó loãng đi, không có được à, trầm trọng lắm. Nhưng mà khúc lúc mà chia sẻ về Phật pháp thì rất là nghiêm túc. Trong sự chia sẻ về Phật pháp á, nói lên kinh nghiệm, thật sự ở đây thiếu từ lương, tức là thiếu cái thiện nghiệp. Mà khi mà dẫn chứng thì đưa ra à, cái ông Đề Quá Đắc Tá chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma ha, không phải là Bồ Thí Thâm Ma nhớ ha. Ông Đề Quá Đắc Tá quan trái với Đức Phật cho nên phải rơi vào khổ cảnh chứ không phải là phải như ông Bồ Đề Đạt Ma nha. Nhớ chỗ này, chứ không nhiều khi á mình dẫn chứng một cái nhân vật nào đó mình nói nó chất quốc thì người ta nghe học cười. Chúng tôi cũng nhắc lại chỗ đó thôi. Còn ở đây đường trường thiếu tư lương, đây là một cái đoạn quan trọng, tức là do cái phước vật, phước đức và phước trí của mình đã tạo ra. Để rồi có một cái câu Phật ngôn Punya Niparalo Kasmin Patita Hon Pipa Ni Năng, phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. Và cái phước ở đây tức là cái tư lương, chúng ta phải chuẩn bị hành trang trong hiện tại để rồi trong tương lai chúng ta có mà hưởng. À, mục đích chính của cái câu Phật ngôn này là như vậy. Rồi buổi sinh hoạt của đạo tràng chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa, nhất là tư lương chúng ta chuẩn bị sẵn ngay bây giờ để rồi à, trong hiện tại chúng ta an vui và tương lai chúng ta cũng được an vui theo cái từ Dikkha Thamma Sukha Vihara Năng, tức là hiện tại lạc trú chính là tư lương. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua luật vô biên chư giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha va che na so ki vô vô tụ sa pa đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhá. Xin được đóng phim trong giây lát. À, chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Nam mô Bụt Thầy nhá.